chưa? Đằng trai đó Linh vừa mới gặp cái là wow. Xin phép chú Quyền Linh với cô Anh Văn thì bàng hoàng mở món quà ra xem thử có cảm thấy như thế nào món quà này. Món quà này là ở đâu em mua hay là sao? Món quà này là tự tay mình làm trong những lúc thời gian mà nghỉ trưa, mình dành một chút mũ. Mời em trai. Xin phép được chào chú Hoàng Linh và cô Vân và tất cả mọi người khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Nam, năm nay mình 29 tuổi, hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nam làm gì Nam? Dạ em làm nhân viên thiết kế. Thiết kế về quảng cáo, về... Không, dạ em thiết kế về những cái dụng cụ máy móc và linh kiện của bên cơ khí. À, cơ khí. Dạ. Còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả quý khán giả đang có mặt trong trường quay. Em tên là Lê Thị Mỹ Hoàng, em năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em là em đang làm y tế cho trường học. Y tế hả? Dạ đúng rồi. Làm y tế có nghĩa là em làm ở phòng y tế đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Hoàng nói về điểm mạnh và điểm yếu của Hoàng đi. Dạ điểm mạnh của em thì em là một con người có cái tính rất là cố gắng. Em luôn cố gắng tất cả mọi việc. Bên cạnh đó thì em có sở thích là rất thích chăm sóc gia đình của mình như nấu ăn. Dạ còn điểm yếu của em thì em khá là tự ti về bản thân của mình. Thôi em, tại sao có bao giờ em có soi kiến không? Nhà em có nhiều kiến không? Dạ có. Rồi em có soi kiến hàng ngày không? Dạ có. Tại sao em lại tự ti? Trời ơi, thật quả là bất ngờ luôn á. Em tự ti về điều gì ở trong con người của em? Tại em thấy em còn thua thiệt nhiều người ngoài xã hội lắm. Chị nói em nghe, cái nghề nào cũng cao quý của nghề đó hết, không có gì là thua thiệt hết. Không bao giờ được suy nghĩ như vậy. Hiểu chưa? Yeah. Linh hả? Linh, ông mối, ông qua đây đi ông mối. Trời ơi, ông mình nghe cái giọng nhỏ nhẹ vậy mình biết cô này rất là dễ thương rồi. Ông qua đây. Bây giờ nè, phải từ từ tôi qua tôi hỏi mình thằng trai đó. Dạ. Em có điểm yếu điểm mạnh gì nói cho thằng gái nghe để anh qua anh giao lưu thằng gái chút xíu coi. Dạ điểm yếu của em á là hơi tò mò và là nóng tính. Tò mò mà nóng tính nữa. Dạ. Còn điểm mạnh của em á là năng động và siêng năng và chịu khó lắng nghe và học hỏi những cái gì mà tiếp thu mới. Dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ từ đó giờ em có hai mối tình. Hai mối hả? Dạ. Mối mấy năm? Cái mối hồi trước là thời sinh viên á. Còn là đi học á thì trong trường học cấp 2 đã có. Sau khi mà đi học trên sinh viên học đại học lên á thì em có quen một bạn nữa, nhưng mà đã do là bạn đó đi qua nước ngoài lập cơ yêu xa đúng không? Định cư nó là chưa. Sao mà cách lòng mà chia tay đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy là biết cái tình trường rồi. Con em nè, bây giờ tôi hỏi con người gì mà tự tin, tự ti là sao? Em chào cô Linh. Trời đất ơi, sao mà xinh dữ vậy? Rất có nét nha, thật chất luôn á. Mà điều dưỡng ai cũng thương hết. Mà nói hỏi là em cái điểm yếu của em là em tự ti, là nước mắt lưng tròng rồi đó. Bởi vì tôi mới kêu ông qua là lý do đó. Tự ti cái gì vậy? Ông nói thử con người này mà tại sao tự ti. Bây giờ nói thẳng luôn, em xinh đẹp em có quyền đó. Đúng, em đẹp em có quyền. Đẹp mà rất cân đối nha. Chắc nhiều người yêu lắm đúng không? Dạ không. Có bao nhiêu mối tình rồi? Ừ. Dạ em trải qua hai mối tình chính thức ạ. Tại sao chia tay? Em chia tay người ta hay người ta chia tay em? Dạ người ta chia tay em ạ. Trời ơi, khó hiểu thiệt chứ. Tại sao? Lý do? Lý do là do hai đứa không cùng quan điểm nên là không có đi đến được xa. Trời ơi, xinh xắn như vậy mà tự ti mới tự ti cái gì? Công tử. Đây tôi coi chàng trai. Trời ơi. Thấy chưa? Ôi chào cưng. Trẻ trung. Thôi à. Ngồi đi dạ, nào. Là hai đứa đứng về ngoại hình thôi là tôi thấy xứng rồi đó. Hợp đúng không? Bây giờ là mình muốn tìm người yêu lý tưởng nào mình nói bên đàn gái đi. Dạ. Mẫu người lý tưởng thì con cần một cái nụ cười tỏa là xinh đó. Một cười tỏa nắng. Dạ đúng rồi. Dạ cần nụ cười khi đi làm bên ngoài về rất là mệt mỏi rồi, mình cần về nhà mình cầm một cái nụ cười thôi là đủ, là cảm thấy như là có cái sự kích thích lên chút xíu. Chính xác. Cô này cười tươi lắm. Và nhẹ nhàng nữa đúng không? Đó. Rồi sao nữa nè? Thì con chỉ cần khi như vậy thôi là da trắng một xíu. Ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì ưa nhìn. Ưa nhìn đúng không? Nếu mà hơn cái ưa nhìn là coi như mà quá đẹp thì là quá tốt đúng không? Ưa nhìn luôn. Đàn gái. Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, theo em thì em không có mẫu người đàn ông lý tưởng. Quan trọng là đối phương của em là hiền, biết quan tâm chia sẻ, không hút thuốc, rượu bia thì biết chừng mực à. Có thích đẹp trai không? Chút chút cũng được ạ.
Em không thích điều gì đó ở đàn ông hả? Em không thích đó là điều không thật lòng. Không thật lòng. Dạ đúng rồi. Cái này khó nha. Dạ. Để hiểu được lòng nhau cũng cần thời gian lâu lắm. Thôi được rồi. Còn bạn ra bạn không thích điều gì ở phụ nữ? Dạ, à, giả dối. Giả dối. Dạ. Một bên là không thật lòng, bên là giả dối, chúng nó giống nhau rồi. Đúng nhau. Hôm nay Cương đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi có đồng nghiệp của em. Có đồng nghiệp. Mời đại diện đàn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng các bạn ở có mặt tại trường quay hôm nay. Mình xin giới thiệu là mình làm chung với lại Nam cũng gần được khoảng 2 năm nay. Nhận xét với Nam khi mà làm chung hàng ngày đó thì bộc lộ hết, thì mình thấy được là Nam vui vẻ nè, nhiệt tình với những cái bạn trong công ty. Còn nãy giờ thì thấy em giới thiệu về mình, thấy em làm bên điều dưỡng. Thì theo như cá nhân của Quốc Nghĩ á, rất cần thiết cho một cái gia đình. Với lại hồi nãy là bạn Nam bên kia có nói là rất thích một cái nụ cười, mà nãy giờ từ khi xuất hiện trên sân khấu tới bây giờ là cười mỉm suốt luôn, rất là dễ thương. Thành ra là qua cái chương trình này cũng mong là hai bạn tạo cho nhau cái cơ hội tìm hiểu, và nếu mà có duyên nữa thì tiến xa hơn thì tuyệt vời. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Em đi với ai? Dạ em đi với lại em trai của em ạ. Em trai ơi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ em xin chào tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em thấy tốt nhất ở chị của em đó là chị em rất là nỗ lực và luôn luôn phấn đấu để dần hoàn thiện cái về cái con người của mình cũng như về cái sự nghiệp của mình. Và trong cái tình yêu á, thì chị rất là thật lòng. Em hy vọng á, trong cái chương trình ngày hôm nay á, thì chị sẽ tìm được ngọn lửa, cái hơi ấm của cái anh bên này. Em cũng cầu chúc cho hai người tiến xa hơn trong cái con đường tình yêu của mình. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào đi. Mở rào đi cơ. Mở rào. Bắt đầu đi. Dạ. Không gian này là của hai bạn đó. Quá nhiều. Anh chào em. Anh có món quà nhỏ này để tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Mong em nhận cho. Em cũng có món quà nhỏ tặng cho anh. Ok, thank you. Đàn trai đó Linh vừa mới gặp cái là wow. Xin phép chú Quyền Linh với cô Anh Văn thì bàng hoàng mở món quà ra xem thử có cảm thấy như thế nào. Món quà này, món quà này là ở đâu em mua hay là sao? Món quà này là tự tay mình làm trong những lúc thời gian mà nghỉ trưa, mình dành một chút mỗi ngày thì mình làm một chút vậy đó. Cảm ơn anh có tặng thêm cho em là cái son môi nữa, tại vì anh thích thiết thực hơn. Dạ em cảm ơn. Chu đáo quá ha. Còn bạn gái tặng quà có ý nghĩa gì không? Trong đó em sẽ tặng anh một cái móc khóa hình viên thuốc, để khi mỗi lần anh đi đâu anh nhìn cái viên thuốc anh sẽ nhớ là anh có từng quen biết em. Thì theo em á, là cảm nhận của em á, hiện tại giờ đang gặp anh như thế này thì cảm nhận như thế nào nhỉ? Em khá là rung. Khá là rung. Rung là sao? Rung là gặp anh hay là rung về vấn đề là sao nè? Thì nhìn anh em cảm thấy là anh là một con người rất là chín chắn. Trong lời nói của mình, trong lời nói của anh em cũng cảm nhận là anh rất là thật lòng. Trong từng lời anh nói, từng lời anh chia sẻ. Ok, cảm ơn em. Thì trước khi mới mở rào ra thì anh nhận thấy trời ơi, wow, một nụ cười rất là anh không thể nào mà tưởng tượng được. Toàn năng, đúng là một người toàn năng. Thì chết từ ánh mắt nhìn đầu tiên rồi. Rồi thôi chết rồi, thôi ông tự ông nói ông chết luôn rồi. Vậy đối với anh thì anh cần người phụ nữ của anh là chăm lo cho gia đình. Dạ còn em chỉ cần người chồng của em một điều thôi. Dạ em chỉ cần người chồng của em là chân thành là được. Còn nếu như khó khăn gì cũng có thể vượt qua, nếu như không có sự chân thành thì không thể nào vượt qua được bất cứ khó khăn nào hết. Ok. Dạ. Theo em thì khoảng bao lâu, nếu mà mình cho trong cơ hội khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới cái hôn nhân được? Em thì tuổi này là lúc nào em cũng sẵn sàng, quan trọng là đối phương của em phù hợp là em sẽ tiến tới hôn nhân.
Thì theo dự định của anh á, yeah, thì có khoảng một năm rưỡi thì mình có thể sau thời gian là mình tiến tới cái chuyện là kết hôn. Thôi để giải tỏa không khí này, hát tặng bài cái đi, rồi mình tiến hành bấm nút đi. Vân nghĩ chắc Linh Vân uống trà sữa luôn đi à, chứ cũng để cũng không cần đếm luôn á. Nói với anh á thì theo quan điểm tình yêu anh á, thì anh không có cần phải hứa thật là nhiều, là mất công anh hứa rồi anh không làm được gì hết. Thì sẵn đây anh đến trình này, anh sẽ hát em một bài, một ca khúc của bài Không Cần Phải Hứa Đâu Em. Một khúc thôi ha. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em. Dù cho nay bao phong ba chia đôi ta cách xa, vẫn mong vẫn chờ vẫn hoài ước ao, tình luôn to sáng như những ánh sao, và anh tin có một ngày em sẽ về với anh. Bây giờ chúng ta còn 30 giây nữa, mình hãy nói những cái gì cảm nhận của đối phương và trong tim mình hiện nay thế nào, hãy nói với bạn ấy biết đi. Dạ. Rồi mình tiến hành bấm nút. Cảm nhận của anh á, lần đầu tiên mà khi mà màn nó mở ra rồi, anh đã qua rồi, là anh cảm thấy là nụ cười em đã khiến anh là chết lúc đó rồi. Nhưng mà giờ từ khi gặp em á, cảm nhận khi mà gặp em rồi thì nói chuyện á, anh cảm thấy một người phụ nữ mà anh đang cần á là em chiếm hết là 80% rồi, còn lại 20% nữa anh để thời gian trả lời. Thì mình đến đây á là một cái duyên rồi, mình cho nhau cái cơ hội nha. Dạ rồi. Còn em sao nói đi. Em cũng đến đây là cũng muốn cho mình một cơ hội, nếu như mà có thể thì anh và em cùng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau, okay, tiến xa hơn. Ok. Hãy để tay vào nút bấm. Đến bây giờ chúng ta hãy lắng lòng lại và kiểm tra xem thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Rung động thì bấm, không rung động thì không cần bấm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng, chúc mừng. Hãy nắm tay nhau nào. Bắt đầu từ bây giờ, bạn các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Dạ. Một nụ hôn đầu tiên, bắt đầu đi Nam. Xin phép em cho hôn em nha. Anh xin phép em. Được rồi, sớm tìm hiểu nhau và chăm sóc nhau, chăm sóc mối tình này cho nó đẹp nha. Dạ. Vun đắp cái tình yêu này cho nó lớn lên nha. Dạ. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Cảm ơn. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Phải phụ giúp em những vấn đề như thế về chăm sóc con cái hoặc dọn dẹp nhà cửa. Bên cạnh đó là cũng mong muốn là sau này nếu như mà có cái duyên mà tới được với nhau sau á, thì cũng mong anh hiểu cho cái cảm giác của em. Rồi. Anh xin cảm ơn và anh trả lời câu hỏi của em là những cái chuyện bếp núc và chuyện con cái thì thực tế anh cũng đã trải qua rồi. Yeah. Anh tự lập 10 năm thì thật sự những cái đó anh cũng phải tự lo hết. Và anh ủa tự... bếp núc con cái anh trải qua rồi hả? Không, ý là chỉ có vấn đề nếp dọn nhà cửa mà em học mỹ thuật nữa thì em chỉ cần nhìn qua cái là em làm một lượt là sạch, sạch cực kỳ sạch luôn. Và nói chung là còn về con cái thì hồi xưa anh học ở Nha Trang thì có chị dâu chị gái ruột anh á, là lúc đó anh rể thì đi làm hải quân ở Cam Ranh, thì anh lúc đó khoảng 20 tuổi thì đi học rồi về ở nhà chị thì chăm sóc sóc con của đúng chị. Rồi lúc chị có em bé nhỏ gì anh cũng đã trải qua rồi. Rồi từ khi chị bắt đầu
có bầu gì anh cũng có thể nấu cháo hay gì đó cũng đợi chị cứ dặn nói mày sao còn mà có vợ thì vợ mày được nhờ tại mày kể chi tiết tới chị có bầu luôn á. Thì được rồi, bây giờ là vô vấn đề không còn thời gian nữa. Bây giờ là cho nhiều thời gian lắm rồi, bây giờ vô vấn đề luôn. Bây giờ là em cảm nhận cô gái này như thế nào? Dạ em cảm nhận anh cảm nhận em thì cũng như người con gái anh mơ ước, thì thật sự em cũng là hiền và nữ, rất là nữ tính và quá xinh, nói chung là rất là xinh xắn và dáng cao đẹp và rất nói nữ chung tính, anh đúng không? Anh cũng không biết cả nhưng mà nói chung là rất thật lòng và anh thích, anh thương. Cảm ơn anh ạ. Rất đàn ông. Đó. Bây giờ vô thẳng vấn đề là vậy. Bây giờ nè hỏi nè. Thí dụ bây giờ mình tìm hiểu nhau được rồi, thì khoảng bao lâu em có thể cho bên đàn trai bước tới theo cái thì đối với con thì con đến đây rồi là con có mục đích là muốn tìm chồng rồi ạ. Thì dự định của con là sẽ trong 2 năm tới sẽ kết hôn, nếu mà tìm được người và đi cùng mình tới suốt cuộc đời này. Rất phụ nữ. Dạ. Con có một coi như ý định tìm chồng rồi đúng không? Dạ. Yeah, đúng rồi. Rồi đó. Nãy giờ thấy là mới câu này là thấy ổn định rồi đó. Dạ. Bây giờ chú đang lo đó. Rồi. Bây giờ nè. Dạ. Tiến tới bạn gái. Nói một câu gì đó. À, một câu gì đó tận đáy lòng của mình về người đối diện mà mong muốn điều gì đó. Nào. Bây giờ đó. Nói vô vấn đề nha. Đừng nói lòng vòng nữa nha. Nắm tay em nha. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Thì anh em mình gặp nhau đây thì anh cũng muốn em cho anh một cơ hội được làm bạn trai của em, để anh có thể chăm sóc em và lo lắng những cái việc mà anh em mình đang thiếu một nửa, là chăm sóc, quan tâm, rồi là không để cho em buồn nữa, đưa em đi những cái nơi mà em thích. Dạ. Thì anh em nếu mà đã cùng đồng sức đồng lòng thì chân trời góc bể nào thì anh cũng sẽ đưa em đi, và chỉ cần em vui thì anh sẽ làm tất cả vì em. Bạn gái nói gì đi. Thực ra thì bây giờ con khá là hồi hộp, thì cũng mong là chúng mình sẽ cho nhau một cơ hội rồi nhé. Rồi cả rồi thôi bấm đi không chờ gì nữa. Em ngồi đi con. Dạ, rồi con cảm ơn. Đó, nút bấm đây, để tay mình nút bấm. Đâu ta? Giờ không có chần chờ gì nữa rồi. Thật sự ra nãy giờ là mình thấy bạn gái rất là xinh đẹp nha. Ta bấm luôn rồi đó. Nha. Bấm luôn. Con gái chỉ cần khen xinh đẹp thôi, tất cả mọi thứ để đó mà họ lo được rồi đó. Dạ. Ê, biết tôi khen xinh đẹp ngay từ đầu. Ủa không có gì trong đây chứ nhỉ? Đây cái chiếc khăn gió ấm nè, khăn gió ấm nè. Con này để cho tôi chút, có đựng đồ. Đựng cho hũ bấm rút ngay tặng. Dạ, con một bao thơ đâu ạ. Nhưng mà cái cảm xúc thật lắm, nhưng mà em viết thì lúc tối em có sức dầu thơm á, nó bị nhòe chữ nên em không thể. Ông viết xong sức dầu thơm vô cái chữ á, nó bị nhòe luôn. Đọc dạ. Liền, đọc liền, mở ra đọc liền. Hay em đọc giúp. Rồi nãy giờ chút xíu rồi mất qua bao thơ rồi. Dạ. Em đọc thì nó sẽ không có cảm xúc được. Đúng rồi, em trai đọc đi. Đọc thì cái bức thư này thì em viết cũng rất là hơn quá. là cũng gần xuyên đêm á, nhưng rồi. Mà trời ơi, viết xuyên đêm hàng chi giờ đọc tới chiều luôn đó. Hồi đó viết xuyên đêm nước mắt nó rơi. Dạ, tại lúc tối cũng em cảm giác của em thì là rất là hồi hộp và rất là thương, thì em cũng nói thầm với bản thân mình là chắc bạn gái cũng vậy ha, không biết các bạn có cảm xúc như vậy không, nhưng mà đêm nay nếu mà bạn hồi hộp thì hai bên cùng hồi hộp chứ không phải cho mình. Tại hôm nay là quay. Dạ. Vô vấn đề, đọc thư. Dạ. Tâm sự cùng em. Năm nay anh đã tròn 30 tuổi. Anh nghĩ tuổi đủ chín chắn để tìm người thương, để lập gia đình. Động lực thúc đẩy anh nên anh đã đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, do ekip ban biên tập, do anh Quyền Linh và chị Hồng Vân hoặc chị Cát Phượng dẫn chương trình. Làm ông tơ bà Nguyệt bắt cầu đưa lối xe duyên để anh và em có cơ hội gặp nhau. Anh chị là người phúc hậu nên anh rất tin tưởng và gửi gắm tâm tư, tình cảm và nguyện ước tìm được một nửa mà anh mong ước bấy lâu nay. Ngày mai là ngày ghi hình, ngày 18 tháng 3 năm 2021. Cảm giác của anh là hồi hộp, thầm mong và hy vọng. Anh mong ước em cũng cùng tâm trạng giống anh đêm nay. Ngày mai khi gặp nhau, anh mong muốn cho
Em cho anh một cơ hội để anh tìm hiểu và phát triển mối quan hệ tình cảm của anh em mình. Kết quả viên mãn là anh em được ở bên nhau, nên duyên vợ chồng và cùng chí hướng tới tương lai tươi đẹp, có công ăn việc làm ổn định, báo hiếu công sinh thành của cha mẹ hai bên nội ngoại. Anh là người rất chân thành và trong tình cảm, nên anh ước mong em cũng cùng chung tâm trạng cùng với anh để hai tâm hồn đồng điệu và cùng xây đắp gia đình, tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Không biết nói gì hơn, anh luôn chúc em luôn yêu đời, mạnh khỏe, vạn sự như ý. Anh cảm ơn em rất nhiều. Hay quá. Đây, bỏ vô đây để làm kỷ niệm. Rồi sẵn còn cái cảm xúc của bức thư á, là hung má bạn gái luôn. Lá thư xuyên đêm. Hay quá. Nào, cái hung đầu tiên nào. Vậy anh xin phép em nhé. Nắm tay. Rồi. Đó. Hung xuyên má luôn đi. Viết xuyên đêm. Hùng xuyên má. Cứ nói hàng nghe nè. Dạ. Đây là một con trai chân thành đấy. Dạ. Một con trai rất là kỹ lưỡng, chuẩn bị rất là chu đáo. Hơi lòng vòng chút xíu thôi. Nhưng mà dễ thương vô cùng luôn. Đây là một người cần tìm đó con. Dạ, vâng. Đi đâu cũng vậy ha. Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại anh chàng tên Quân. Nha. Dạ, vâng. Một cô gái tuy vậy thôi, cái trong sâu thẳm của ấy rất là nữ tính. Cô này nếu mà làm một người vợ thì rất là chăm chút cho chồng, một người phụ nữ của gia đình đó. Yeah. Ha. Nhưng mà chắc cổ có lẽ là giữ hơn em chút xíu, đừng lo nha. Dạ, ở đó đó mà giữ gì? Không có, nói chuyện giữ trong tình yêu thôi. Tức là có thể cầm... Dạ, con thì con rất tôn trọng ý kiến của người khác nên là... Không còn ghen nói đâu. Nói chung là nếu người mà ba con đâu. Thì con sẽ không ghen. Con sẽ không ghen đúng không? Đúng rồi ạ. Không có ghen đâu, đừng có lo. Con giống như chú Linh nói không? Dạ. Một người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Có, con sẽ hết lòng vì gia đình. Con nấu ăn đồ dạ, ngon lành không? Dạ, con nấu ăn được. Mà cảm xúc của con bây giờ đối với Quân là như thế nào? Nói thật thì hiện tại là con cảm thấy là anh Quân cũng có những cái tính cách hoặc là những cái là cái một gì? Phần mẫu người lý tưởng của con. Dạ. Con đúng không? Đúng rồi, vậy là ngon lành rồi. Nè. Okay. Nắm tay chặt, giữ lấy lá thư này. Lâu lâu hai đứa giận nhau á, lấy thư đọc hết giận. Dạ. Mấy mốt đi gì về nói chuyện á, lòng đừng lòng vòng vô thẳng vấn đề. Nha. Dễ thương nó lòng vòng hoài đó. Ha. Dạ. Con cũng hồi hộp, em cũng hồi hộp. Hồi hộp đó. Dạ. Tội nghiệp, đẹp trai. Dạ. Đẹp gái. Dạ. Hai đứa hợp nhau đó. Dạ. Để con sớm đi nha. Dạ. Nó bỏ vô bịch đi, bỏ vô bịch. Đúng lòng vòng không biết làm gì đây. Rồi, đây là những món quà gửi tặng cho hai bạn nha. Dạ. Cặp nón để đi phượt đi đâu đó. Dạ. Ui, rất cảm ơn. Quá đẹp luôn. Đây là món quà của gì đó không biết nữa. Wow Dad. À, 10 triệu đồng. Yeah. Nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Diamond hệ thống Fitness Yoga. Yeah. Gửi tặng các bạn một cái thẻ tập luyện cho có sức khỏe. Yeah. Rồi. Còn đây là bộ son môi Yurika của Nhật Bản do thép Vina QA thép Nhật tặng cho con. Dạ, còn nếu như hai bạn đăng ký kết hôn thì sẽ có một món quà trị giá là 20 triệu đồng của thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản sẽ gửi tới chúc mừng hai bạn. Dạ. Dạ. Em xin cảm ơn ạ. Bạn nữ tặng cái này cũng có ý nghĩa đó. Dạ. Phải cứng cáp lên, phải bạn lĩnh lên. Dạ. Rồi như cái cây này, một lá thư rất là tình cảm. Dạ. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm ngày hôm nay, nó sẽ không phai mờ theo năm tháng. Và biết đâu một ngày nào đó sớm nhất các bạn thông báo tin vui là tụi em chuẩn bị cưới nhau. Như thế là chương trình vui rồi ha. Dạ. Thôi nãy giờ anh Quỳnh Linh có chọc gì đừng buồn nha. Dạ. Em cảm ơn. Có buồn thì mát gì Hồng Vân thôi. Hai cái, hai ngón tay không để gãy tay đó. Dạ. Nó từ quà cáp. Em đưa cho anh cầm bớt đi. Cầm nón đi. Anh cầm hộ em với anh. Bông đi đi. Anh cầm hộ em với anh. Cầm nón nha. Ừ, đây rồi, mình ôm gấu. Dạ. Ok. Lên đường. Dạ. Vậy em xin phép ạ. Rồi. Em cảm ơn. Chúc hạnh phúc nha. Dạ. Tại em cảm ơn chị ạ. Sao có đứa con tuổi heo cũng dễ thương ha. Dạ. Em có về xứ nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất canh. À. Một cái Thanh Hóa, cái Nghệ An đúng không? Nói Thanh Hóa là người đi xe hồ kẻ gỗ đúng không? Thanh Hóa.
Thanh Hóa xác và Nghệ An. Ừ. À, như vậy là chúng ta đã theo dõi hai cặp đôi, họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hai cặp đôi với hai màu sắc khác nhau thưa quý vị. Nhưng kết quả cuối cùng là họ bấm nút hẹn hò với nhau, mắt nhìn mắt, và những nụ cười ấy tôi muốn rằng họ quyền chặt với nhau và hạnh phúc sớm đến với họ. Mong rằng một ngày không xa thì chúng tôi sẽ nhận được cái thiệp báo tin vui như bao nhiêu cặp đôi khác. Mời các bạn xem bản muốn hẹn hò trên ứng dụng Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng ta không chỉ để xem bản muốn hẹn hò. Ủa cái này chi vậy? Ai biết. Rồi mời các bạn xem bản muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem bản muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn cơ hội để các bạn có thể kết nối với cặp đôi hẹn hò trực tiếp tại đây. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chân thành cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Đừng té, đừng té.